bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và hôm nay thì Thu Hà sẽ cùng với các bạn cập nhật những tức mới nhất trong ngày 13 tháng 5 nhé. Let's go. Mở đầu bản tin thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chiếc Poco F2 đã chính thức được ra mắt với con chip Snapdragon 865 cùng với camera 64 MP và với màn hình là 6,67 inch. Có thể nói thì Poco F2 Pro chính là phiên bản quốc tế của chiếc Redmi K30 Pro ra mắt cách đây không lâu với ngoại hình và thông số kỹ thuật tương đồng. Nâng cấp lớn nhất trên phiên bản Poco F2 Pro so với phiên bản tiền nhiệm chính là chipset Snapdragon 865 mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện nay, hỗ trợ kết nối mạng 5G, máy dùng RAM LPDDR5, hệ thống lưu trữ UFS 3.1 nhanh nhất hiện nay. Bên cạnh đó thì Poco F2 Pro còn được trang bị hệ thống làm mát bằng chất lỏng buồng hơi Liquid Cool 2.0. Phía trước là màn hình Super AMOLED 6,67 inch, độ phân giải là Full HD cộng, tích hợp cảm biến vân tay trong màn hình, hỗ trợ tần số quét 60Hz, cung cấp năng lượng cho bộ F2 là viên pin với dung lượng là 4.700 mAh, hỗ trợ sạc nhanh công suất 30W. Máy cũng hỗ trợ kết nối mạng 5G, chế độ kép SA/NSA và có hai khe SIM, hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 6 và kháng được IP53. Poco F2 Pro sử dụng hệ thống camera selfie dạng pop-up, độ phân giải là 20 MP, giúp cho màn hình hoàn toàn không có điểm khuyết. Mặt sau là hệ thống camera 4 camera đặt trong một cụm hình tròn, bao gồm cả biến chính AI IMX686 64 MP, camera góc rộng 13 MP, camera tele 5 MP và camera đo chiều sâu 2 MP. Cảm biến tele trên Poco F2 Pro sẽ đảm nhận cả nhiệm vụ chụp macro khi cho phép chụp vật thể ở khoảng cách 3-7 cm. Poco F2 Pro sẽ được bán từ ngày 19 tháng 5 tới đây với giá khởi điểm là 500 euro, tương đương 12,6 triệu đồng cho phiên bản RAM 6GB, ROM là 128GB. Phiên bản cao cấp hơn là RAM 8GB, ROM 256GB sẽ có giá là 600 euro, tương đương khoảng 15,1 triệu đồng. Sắp tới đây chúng ta sẽ có một chiếc Smart TV Gaming với màn hình 4K và chống rung. Hisense đã thông báo trên Weibo rằng công ty sẽ ra mắt một gaming TV Hisense E75S vào ngày 15 tháng 5. TV Hisense E75S có thiết kế toàn màn hình được bao quanh bởi khung kim loại siêu mỏng. Về màn hình thì TV hỗ trợ 4K HDR cũng như tốc độ làm mới là 120Hz và công nghệ chống rung MEMC. Ngoài ra thì thiết bị cũng sở hữu công nghệ chất lượng hình ảnh AI đa chiều với gam màu 130%. TV sẽ được trang bị RAM 3GB và dung lượng lưu trữ là 64GB. Ngoài ra còn có hiệu ứng âm thanh DTS Virtual X cùng với chức năng điều khiển giọng nói AI với thời gian phản hồi 0,5 giây và khả năng nhận dạng giọng nói với độ chính xác lên tới 99%. Hisense E75F có hai model dựa trên kích thước màn hình là 55 và 65 inch, giá bán lượt là 634 đô, tương đương khoảng 14,8 triệu đồng và 846 đô, tương đương khoảng 19,7 triệu đồng. Tuy nhiên, những đơn đặt hàng trước từ ngày 20 tháng 5 sẽ được giảm còn 550 đô, tức khoảng 12,8 triệu đồng và model còn lại là 761 đô, tương đương khoảng 17,8 triệu đồng. Hiện các tín đồ đã có thể đặt trước TV thông minh này trên các nền tảng thương mại. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chiếc Nokia 125 và 150 đã chính thức được trình làng với mức giá bán là 550.000 đồng. Cả hai thiết bị đều có màn hình QVGA 2,4 inch với thiết kế thuôn dài để kèm các phím bấm vật lý dễ dàng sử dụng. Bộ đôi này đều hỗ trợ SIM kép, sắc cắm tai nghe 3,5mm, kết nối Bluetooth và đài FM. Nokia 150 được trang bị thêm máy nghe nhạc MP3, camera VGA có đèn flash cũng như khe cắm thẻ microSD, hỗ trợ dung lượng lưu trữ có thể mở rộng lên tới 32GB. Cả Nokia 125 và 150 đều hứa hẹn sẽ có thời lượng pin lâu dài với viên pin 1020 mAh có thể tháo rời, được sạc qua cổng micro USB. Cả thiết bị sẽ có thời lượng sử dụng lên tới 19,5 giờ đối với cuộc gọi thoại và thời gian chờ là 23 ngày. Nokia 125 sẽ có sẵn màu đen và trắng với giá bán lẻ là 24 đô, tương đương khoảng 558.000 đồng. Nokia 150 sẽ có các màu sắc là đỏ, lục lam và màu đen với giá bán là 29 đô, tương đương khoảng 675.000 đồng. Ok, vậy là vừa rồi Thu Hà cùng với các bạn đã điểm qua những tin tức công nghệ mới nhất trong ngày hôm nay, ngày 13 tháng 5. Các bạn cảm thấy ấn tượng với tin tức nào nhất thì hãy cùng comment để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, bye bye.